Chào mừng các bạn đến với kênh của Thảo ha. Hôm nay mình dẫn các bạn đi tham quan. Ở đây là Thảo có một cái vườn thả dưỡng các cây tùng. Thì cái này nó không phải là cái vườn chính của mình, nó là một cái vườn phụ của mình thôi. Đó. Đây là mình có, như đây là các bạn thấy là tùng Đài Loan nè. Lô này lô tùng Đài Loan còn nằm dưới đất ha. Nguyên cái vườn này của mình đều là cây còn dưới đất, mình còn nuôi gốc đó. Tùng Đài Loan ngọn đẹp quá các bạn ha. Cây là một cây tương lai là nó sẽ là 7 ha. Rồi đó, còn phần lớn là các bạn thấy là mình làm là cây tùng La Hán cỡ lớn. Những cây này là những cây mà mình làm cái phôi để sau này mình sửa cây đó các bạn. Sau này mình sửa thành cây dạng như là dáng rừng đó. Đây là mình sẽ lọc cành ha. Lọc cành sau đó mình sẽ kéo tay để mình làm cây dáng rừng cây lớn. Còn phía bên này là Đài Loan, cỡ nó lớn hơn tí ha. Còn Đài Loan nè, lớn hơn tí. À đây có một số hàng đang lọc nè mình. Các bạn xem thử ha. Đó, đang lọc để kéo cành này. Mình kéo xuống ha, kéo xuống để tạo cái bộ cành cành rừng về sau. Hello em. Đây là những cây vừa mới được lọc cành ha. Sau khi lọc xong thì bên mình sẽ kéo dây. Đợt này mình lọc lô này chắc cổ khoảng chắc hơn 100 cây gì đó ha các bạn. Thảo cũng ít có khi nào đếm chính xác số lượng cây. Trong này là lô hoa Đài Loan lớn nè. Địa chỉ vườn để cho các bạn có muốn lên tham quan thì các bạn liên hệ với Thảo là 0936 066 447. Mình sẽ để số điện thoại ở phía trên màn hình này. Và cái địa chỉ là ở số 13 đường Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là địa chỉ vườn chính. Còn cái vườn mà mình đang đi đây thì nó sẽ cách cái chỗ đó khoảng độ chắc không tới 1 cây số đâu. Mình sẽ dẫn các bạn đi ha. Nếu các bạn muốn đi tham quan vườn này để mà lựa cây, chọn cây mà cái loại hàng mà nó còn dưới đất hết các bạn. Đồ này là mình đều có xoay bầu hết rồi. Tại vì làm đồ lớn thì phải có xoay bầu chứ nếu không thì không có bứng đi được. Tất cả những cái đồ này mình đều có xoay bầu hết ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Để xem những cái góc này kích thước nó như thế nào nè. Bạn soi với tay của Thảo. Khoảng đường kính hơn 20 ha các bạn ha. Số lượng ở trên cái này họ cũng chưa từng đếm coi nó là bao nhiêu cây hả. Cứ trồng thôi. Mình cứ trồng thôi chứ mình cũng không có đếm. Thật sự là ngay cả bonsai mình cũng không biết mình có bao nhiêu cây luôn. Cho nên là ngay cả những cây này thì mình không đếm thì nó cũng đúng rồi ạ. Số lượng nó nhiều quá cho nên mình không có theo dõi. Có những cái dáng này về sau mình sửa cái bộ tàng nó dài ra là rất là đẹp đó các bạn.
Những cái tùng này là nó cao độ chắc mình nghĩ khoảng 4 mét gì đó, hơn 4 mét một tí cỡ đó. Rồi mình tham quan tới đây ha, mình tạm biệt các bạn. Nếu như mà mọi người có nhu cầu muốn 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 mua cây thì các bạn liên hệ với Thảo ha. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn một ngày thật là vui nha.